Neymar xin được ở lại PSG. Từ viễn cảnh nặng nặc đòi ra đi, Neymar giờ đây đã đổi ý và muốn gắn bó thêm với PSG. Báo chí Pháp cho hay, tiền đạo 28 tuổi đã thông báo với giám đốc thể thao ở Paris Saint-Germain, Leonardo rằng anh muốn tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ và sẵn sàng ký hợp đồng mới. Đây là một động thái đầy bất ngờ bởi suốt 2 năm qua, cụ thể từ mùa hè 2019, Neymar luôn thấp thỏm rời PSG và muốn dứt áo ra đi với bên đấu không đầu khác, ngoài quay lại đoàn tụ với Messi tại Barcelona. Sau khi tham vọng này đổ bể, Neymar đã toàn tâm toàn ý thi đấu cho PSG và giúp đội bóng nước Pháp giành vị trí Á quân Champions League mùa giải 2019-2020. Về phần PSG, họ cảm thấy thoải mái với ý tưởng gia hạn hợp đồng với Neymar, một trong những trụ cột quan trọng bậc nhất của câu lạc bộ. Dù vậy, báo chí Pháp tiết lộ, nhà đương kim vô địch Ligue 1 vẫn chưa đưa ra lời đề nghị chính thức nào tới Neymar, người hiện còn giao kèo với đội bóng tới năm 2022. Neymar gia nhập PSG vào mùa hè 2017 mới mức phí kỷ lục thế giới là 222 triệu euro. Cho tới nay, ngôi sao người Brazil đã có 91 lần ra sân cho PSG, đóng góp 72 bàn thắng và 45 đường kiến tạo. Anh đã cùng gã chọc phú thành Bali đoạt 3 chức vô địch Ligue 1 và nhiều danh hiệu khác. Hiện tại Neymar vẫn đang ngồi ngoài vì chấn thương gân kheo và chỉ có thể trở lại sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia tới đây. Juventus muốn bán Ronaldo sau khi CR7 bị nói là ích kỷ. Tờ Sport cho hay, Juventus đã cân nhắc khả năng bán Cristiano Ronaldo trong hè 2021 thay vì gia hạn hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Theo đó, sở dĩ Juventus muốn bán Ronaldo là do họ cần tiền để cân bằng ngân sách vì ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19. CR7 đặt chân tới Turin từ Real Madrid vào mùa hè 2018 và hưởng 28 triệu euro tiền lương mỗi mùa, gấp 5 lần người đồng đội Paulo Dybala, cầu thủ nhận lương cao thứ hai tại lão bà. Hiện tại Ronaldo còn giao kèo với Juventus tới năm 2022 và việc bán tiền đạo 35 tuổi vào hè năm sau sẽ giúp nhà đương kim vô địch Serie A vẫn có thể thu về một khoản tiền khá. Kể từ khi gia nhập Juventus, Ronaldo luôn là tay sân bàn số 1 của đội bóng. Sự xuất sắc của CR7 khiến Juve hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng làm bàn của anh. Trong cuộc đọ sức với Lazio tại Serie A 2020-2021, Ronaldo là tác giả pha lập công duy nhất trong trận hòa 1-1. Trước đó, sau chiến thắng ở cuộc đụng độ Ferencváros tại Champions League, huấn luyện viên Andrea Pirlo đã chỉ trích các tiền đạo của mình vì thói ích kỷ. Tôi nói chuyện với các cầu thủ của mình rất nhiều, nhưng họ là người đưa ra quyết định trên sân. Họ có thể bất tự cao hơn để sớm kết liễu trận đấu. Huấn luyện viên Klopp tiết lộ tình trạng chấn thương của Alexander Arnold. Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool vừa xác nhận hậu vệ cánh phải Trích Alexander Arnold chắc chắn sẽ phải rút lui khỏi danh sách những cầu thủ mới được huấn luyện viên Gareth Southgate triệu tập vào đội tuyển Anh do bị chấn thương bắp chân. Alexander Arnold vốn là trụ cột của Liverpool, anh mới đá chính ở trận Liverpool cầm hòa Man City 1-1 ở Etihad, nhưng phải rời sân để nhường chỗ cho Jimino ở phút thứ 63. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Klopp đã tiết lộ về tình trạng của cầu học trò người Anh như sau: Arnold chắc chắn sẽ không thể phục vụ đội tuyển Anh đợt này, đó là những gì mà chính cậu ấy đã nói với tôi. Bản thân tôi thì chưa rõ tình trạng của Trích thế nào, nhưng việc cậu ấy rút lui khỏi đội tuyển Anh là không phải bàn cãi nữa. Tôi nghĩ Arnold không phải tuyển thủ Anh duy nhất mang lại tin buồn cho huấn luyện viên Southgate. Theo lịch trình, từ ngày mai Trích sẽ tiến hành chụp chiếu để biết chấn thương của mình có nghiêm trọng hay không. Khi có kết quả kiểm tra thì chúng tôi mới có thể xử lý tiếp theo, thuyền trưởng của Liverpool kết luận. Kimmich nghỉ hết năm vì chấn thương đầu gối, Bayern méo mặt. Bayern Munich thông báo tiền vệ Joshua Kimmich của họ vừa phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề liên quan đến đầu gối. Tuy ca mổ đã được hoàn thành suôn sẻ, song Kimmich vẫn phải nghỉ thi đấu tới 2 tháng. Phát biểu trên trang web chính thức của đội bóng xứ Bavaria, giám đốc thể thao Hali Hamizic đã tiết lộ về tình trạng của Kimmich như sau: chúng tôi hài lòng vì Kimmich đã phẫu thuật xong mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Chúng tôi luôn ủng hộ Kimmich và mong cậu ấy trở lại trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì thời gian cần thiết để Kimmich dưỡng thương cũng phải kéo dài tới tận năm sau. Kimmich là cầu thủ rất đa năng,
khi chơi được cả vị trí hậu vệ lẫn trung vệ. Ở trận Bayern Munich giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân đối thủ đáng gờm Dortmund vào cuối tuần qua, Kimmich đã bị chấn thương đầu gối và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Tolisso. Tất cả bắt nguồn từ việc anh đón đường truyền của Boracay không tốt, tạo điều kiện cho Hà Lan có cơ hội toát xuống đối mặt với thủ thành Neuer. Trong nỗ lực sửa sai, Kimmich đã nhồi người soạt bóng từ phía sau với Hà Lan. Anh không những chẳng ngăn nổi chân sút cao lớn của Na Uy mà còn tự làm mình đau. Sau vài phút được các bác sĩ chăm sóc, rút cuộc Kimmich không thể thi đấu tiếp nên anh phải rời sân với những bước đi tập tễnh. Có lẽ chính Kimmich cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của chấn thương nên anh đã không cầm được nước mắt. Mackay nói Manchester United bị ghét vì những thành công trong quá khứ. Trung vệ đội trưởng Harry Mackay cho rằng dư luận đã làm mọi cách để dìm Manchester United vì ganh tị những gì câu lạc bộ này đã có trong quá khứ. Nói về chuyện này, Harry Mackay phân tích như sau: tôi đã có mặt ở đây 1.5 năm và trong khoảng thời gian đó, tôi nhận ra một điều ở Manchester United rằng chúng tôi là câu lạc bộ được nói đến nhiều nhất trên thế giới. Tại sao ư? Bởi vì chúng tôi là đội bóng lớn nhất trên thế giới. Nhiều người không muốn chúng tôi thi đấu tốt. Lý do tại sao? Có lẽ bởi thành công mà chúng tôi có được trong quá khứ. Chúng tôi phải sống chung, đối mặt với điều đó và không để những điều tích cực len lỏi vào sân tập. Đôi khi điều ấy thật khó khăn với các cầu thủ. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã hết lời khen ngợi Mackay sau màn trình diễn tốt trước Everton. Mackay rất quan trọng đối với Manchester United. Khi đối đầu với Everton, bạn biết rằng họ sẽ tạt bóng rất nhiều vào khu trung tuyến. Để có thể tận dụng khả năng của Dominic Calvert-Lewin, một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới hiện nay với khả năng bật nhảy và đánh đầu. Tất nhiên cậu ấy còn có một người thầy tuyệt vời là Duncan Ferguson. Hàng phòng ngự của Manchester United với Lindelof và Mackay đã có một ngày thi đấu ấn tượng. Tôi hài lòng với Mackay và hàng thủ.